Vâng, em gửi xe lên Thái Nguyên một đôi bát 50 để chuyên đánh súp. Dòng này là dòng chính hãng công ty các bác nhìn này, cái thùng của nó nguyên đang nguyên kiện này. Đấy. Dòng bát này em vừa đập hộp ra kiểm tra để giao khách đây. Dòng bát này là bát súp của BVK các bạn nhá. Từ của nó khủng lắm, từ của nó 280 cùng 125, các bác đánh đẩy công suất 1.500 cho đến 1.800 một kênh để đánh con bát này. Hàng chính hãng của BVK Audio. Đấy. Cái bát của BVK đây lúc nào nó cũng có một cái mã vạch và tem QC bát này. Tem QC này được kiểm tra trước khi ra thị trường. Hàng kiểm tra chất lượng rất là cao luôn. Ui. Con này dâu của nó được bọc dây điện từ ngoài vào trong, nhện của nó được phủ tuyết cô 125. Bích kẹp lỗ thép trắng và được tiện vát này. Các bác nhìn cái bích lỗ này rất là dày luôn, tiện vát. Và cái bát này nó có cái thanh tản nhiệt khi qua cái lỗ côn này rất là tốt này. Nó giúp cho mát côn hơn, đánh công suất lớn nó mát côn. Và nó có các cái khe khe này thì nó tạo cho mình tản nhiệt tốt và không có vật cản gì dị rơi vào trong. Đấy. Đây là bát súp 50. Con này màng đen mờ và gân 2 gân. Anh em mà chơi con này thì nó là hàng cực kỳ gấu cho anh em chơi sự kiện nhá. Anh em quan tâm đến sản phẩm này, em sẽ gửi xe hoặc gửi bưu điện cho tất cả các bác nhá.